Người dân Miến Điện vui mừng vì ngày bầu cử được ấn định tính từ Yangon, Miến Điện. Hôm nay, một số người dân tại một trong những thành phố lớn nhất của Miến Điện, Yangon đã tỏ vẻ vui mừng trước thông báo của chính phủ về ngày tổng tuyển cử. Đây là cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên của Miến Điện kể từ khi chấm dứt chế độ quân đội trực tiếp cai trị và cuộc bỏ phiếu này có thể quyết định quy mô cải cách của đất nước. Hôm thứ Tư, Ủy ban bầu cử cho biết Miến Điện sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11. Than Aye, một cư dân Yangon và là một công chức về hưu nói, ông rất vui vì ngày bầu cử đã được ấn định và ông sẽ bầu lá phiếu của mình cho người hiện nay đã ở trong trái tim của ông. Cuộc bầu cử diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với Miến Điện, đất nước đã trải qua những thay đổi lớn kể từ khi chuyển sang hệ thống bán dân sự trong năm 2011, nhưng nay đang nhìn thấy sự căng thẳng giữa các lực lượng đối thủ cạnh tranh quyền lực sau một khoảng thời gian cải cách. Cuộc bầu cử sẽ quyết định các đại diện của Quốc hội, Lưỡng viện và các nghị viện trong khu vực cho nhiệm kỳ 5 năm. Sau đó, Thượng viện và Hạ viện mới được thành lập sẽ đề cử và bỏ phiếu chọn tổng thống. Cuộc bầu cử cuối cùng ở Miến Điện được tổ chức dưới sự cai trị của quân đội trong năm 2010 đã bị lên án là gian lận để ủng hộ cho Liên minh Đoàn kết và Đảng phát triển, trong đó bao gồm các giới chức quân sự về hưu và tàn dư của chế độ cũ. Cuộc bỏ phiếu trong tháng 11 được dự kiến sẽ được theo dõi bởi các nhà quan sát phương Tây. Trong tháng 3, một bộ trưởng cho biết Liên minh châu Âu và trung tâm Carter có trụ sở tại Hoa Kỳ sẽ được mời làm quan sát. Cuộc bầu cử năm 2010 đã bị tẩy chay bởi phe đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD, khi nhà lãnh đạo của đảng này là bà Aung San Suu Kyi, lúc đó còn bị quản thúc tại gia. NLD đã chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử tự do và công bằng cuối cùng vào năm 1990, nhưng kết quả đã bị Hội đồng Quân đội cầm quyền bác bỏ. NLD được dự kiến sẽ chiến thắng trong kỳ bầu cử này. Một cư dân Yangon khác cho rằng cuộc bầu cử cần phải được tự do và công bằng. Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Suu Kyi cho biết NLD sẽ đánh giá các điều kiện bầu cử trước khi quyết định tham gia hay tẩy chay. Bà cũng đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bất ổn ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, nhưng đã không xác định bản chất của mối đe dọa. Hoa Kỳ đã hoan nghênh thông báo ngày bầu cử, với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mark Toner nói rằng các tổ chức xã hội dân sự được dự kiến sẽ đưa đến 5.000 quan sát viên bầu cử. Các đảng trong đó có NLD đã phàn nàn về sự thiếu chính xác trong danh sách cử tri tạm thời. Đảng UEC đã yêu cầu tất cả các chênh lệch phải được báo cáo. Bất kể kết quả cuộc bầu cử ra sao, quân đội vẫn nắm giữ 1/4 số ghế trong Quốc hội, tức bảo đảm được quyền phủ quyết theo hiến pháp được quân đội soạn thảo vào năm 2008. Trong đó còn có điều lệ ngăn cản bà Suu Kyi trở thành tổng thống vì các con của bà mang quốc tịch nước ngoài.